Dạ vâng, kính thưa quý vị khán giả đứng trước mặt Tiến Dũng, đó là anh Henry, một người Tiến Dũng gặp ở trên lần đi Sacramento vừa rồi và anh đã giúp rất nhiều. Mến chào anh Henry. Vừa rồi thì trên tờ báo Reuters họ đưa tin về chiếc xe VinFast VF8 bị triệu hồi đó, thì điều này đã gây rất là nhiều sự hoang mang ở trong công chúng. Anh có mặt trong ngày hôm nay và anh có thể chia sẻ về thông tin nó bao gồm tất cả 990 chiếc xe đó hay không, hay là nó chỉ vài chiếc ở trong cái lọt xe? Dạ thì hiện tại thì bên em đã delivery rất là nhiều những xe trên thị trường Mỹ rồi, và theo customer report thì phản hồi của khách hàng hiện tại đang lái xe VinFast thì đôi khi có một số chiếc họ gặp những vấn đề đó, và có một số chiếc nó không gặp vấn đề nào cả. Thì tất cả những cái vấn đề này đa phần là về software update thôi, chứ nó không có serious về safety concern gì cả. Thì VinFast cũng follow theo cái regulation của chính phủ Mỹ, tất cả những cái vấn đề về software issue của xe thì bên em sẽ report lại lên hết để có những cái press release thông báo cho khách hàng, chứ không có phải là âm thầm để mà sửa chữa hay gì cả. Cho nên là thành ra bên em luôn luôn đặt những cái quyền lợi và những cái safety của khách hàng lên hàng đầu. Cho nên tất cả những cái software này bên em luôn luôn có những cái phần mềm cập nhật vào mỗi tháng. Thì những phiên bản phần mềm mới thì giờ sẽ roll out vào trong đầu tháng tới, thì nó sẽ vá lỗi những cái lỗi của VinFast hiện tại, và đồng hành qua đó thì những cái phần mềm luôn luôn được cập nhật vào mỗi tháng. Vấn đề là nó ảnh hưởng tới 999 chiếc xe hay không, hay là chỉ là vài chiếc ở trong số đó không ạ? Dạ thì đa phần là cái những cái recall này là thông báo những khách hàng, thì đa phần những khách hàng chủ xe VinFast hiện tại thì bên service của bên em sẽ điện thoại họ để mà track up và kiểm tra để đảm bảo cho xe của khách hàng được cập nhật những thông tin mới nhất hiện tại. Cái điều nữa là đối với những khách hàng trong một cái số đó là 111 khách hàng đó, mà nhớ như họ có vấn đề về phần software mà chiếc xe họ đang chạy đi, thì những người đó có phải mang đến xe đến hay là bên hãng họ sẽ tự chỉnh từ phía gọi là theo cái OTA gì đấy ạ? Thì over the air update đó thì bên em sẽ, do tại vì là tất cả những cái này đều được control bởi software và VinFast, thì bên em sẽ nhìn thấy được thông tin tình trạng của cái plug lock của những cái chiếc xe như thế nào qua internet hết rồi, và những cái software sẽ được đẩy trực tiếp vào chiếc xe của họ để họ update qua cái internet dựa trên cái data dựa trên xe của họ, hoặc là qua wifi. Và ngoài ra bên em sẽ có những cái mobile service technician của VinFast sẽ đến tận nơi khách hàng để kiểm tra xe của họ. Và một câu hỏi mà Tiến Dũng mới nhận hồi sáng này đó là khi mà nói tới xe VinFast VF8, cái giá lease xe hiện tại như bây giờ đó anh, thì người ta hỏi rằng nếu như ví dụ như người ta thuê trong vòng 36 tháng và sau đó họ tiếp tục lease nữa đó, thì họ phải đặt deposit là thứ hai không ạ? Dạ, cái chính sách này nó gọi là lease to own, là có nghĩa là chiếc xe này mình không phải là trả 100% giá trị xe trong vòng ngày đầu tiên, hay là mình không phải nợ full amount của chiếc xe. Hiện tại mình đang trả đâu đó tầm khoảng là chừng là 40% giá trị của chiếc xe trong vòng tầm khoảng là chừng là 3 năm đầu. Thì mỗi tháng monthly payment của chiếc xe VinFast hiện giờ anh thấy trên website hiện giờ là 431 đồng, với tầm khoảng là chừng đâu đó tầm khoảng chừng 6.000 down payment. Và khi mà mình trả chiếc xe trong vòng 3 năm đầu, và nếu mình cảm giác mình thấy thích chiếc xe này thì mình có thể mình trả số tiền còn lại. Số tiền còn lại mình có thể finance trực tiếp qua VinFast hoặc là bất kỳ cái lender nào mà khách hàng mong muốn. Họ có thể họ bỏ tiền down bên mình thêm, hoặc là họ bỏ zero down và họ trả hàng tháng tiếp tục. Cái term đó có thể từ 24 tháng đến 84 tháng tùy theo khách hàng chọn, và tùy theo họ feel comfortable với cái monthly payment nào. Rồi, thí dụ như sau khi mà cái hợp đồng đầu tiên họ đã xong và họ muốn tiếp tục lease một cái xe khác cũng là VF8 thì họ có phải deposit nữa hay không ạ? Dạ, cái đó tùy vô cái mong muốn khách hàng, cái monthly payment họ chọn. Ví dụ như khi mà anh bỏ tiền down payment nhiều, deal outstanding nhiều, thì cái monthly payment nó sẽ thấp xuống. Cho nên là đôi khi là khách hàng họ muốn bỏ tiền down nhiều hơn hoặc là bỏ tiền down ít hơn, cái đó là sự lựa chọn của từng người. Cho nên là nó rất là nhiều option chọn lựa khác nhau tùy theo cái tình hình tài chính của từng khách hàng. Ngoài ra VinFast hiện tại á, đang có một chương trình có nghĩa là Lead Forward Program, có nghĩa là dành cho tất cả các khách hàng mà muốn mua xe VinFast tại thời điểm hiện tại, thì trong vòng 12 tháng tiếp theo, nếu như mà họ có mong muốn chuyển đổi là một chiếc xe phiên bản long range hơn, tốt hơn, và với cái option nó tốt hơn, thì bên em sẽ đổi ngang cho khách hàng. Khách hàng họ không cần phải bỏ thêm tiền down payment hoặc due assigning, monthly payment vẫn giữ the same thing, và sẽ có một chiếc xe mới zero mile trong vòng 12 tháng tiếp theo. Thì đây là chương trình hiện giờ chỉ có VinFast đang offer trên thị trường hiện tại. Đó, một trong những lý do để VinFast offer chương trình này á, là luôn luôn muốn đặt cái quyền lợi của khách hàng trên hàng đầu để mà cho những khách hàng những cái trải nghiệm mới, dành cho những cái phiên bản tốt hơn của VinFast, và luôn luôn
Nếu vậy thì em có những cái chương trình mà có những cơ hội mà cho khách hàng trải nghiệm với VinFast mà own cái business của họ lâu hơn thì cái đó là một định hướng của VinFast là customer centric, là luôn đặt những cái benefit của khách hàng trên hàng đầu. Thì thành ra tất cả những người chủ xe VinFast hiện giờ họ sở hữu xe VinFast, cho dù họ ký hợp đồng là 24 tháng hay 36 tháng. Tại thì bây giờ mà trong 12 tháng tiếp theo họ muốn đổi một cái phiên bản long range hơn cái phần hiện tại thì họ được opt-in vào chương trình đó. Nếu như vậy là với những khách hàng cho là ví dụ như là mới đi thì họ có thể lease cái xe mà long range liền hay không, hay là họ phải bắt buộc họ phải lease cái xe gọi là City Edition trước ạ? Dạ, cái đó thì tùy theo khách hàng chọn. Thì cái phiên bản City Edition này á, thì nó cái giá của nó thì nó đang thấp hơn phiên bản long range. Yeah. Cho nên là tùy theo, rất tại vì là cái về range electric car range anxiety về khách hàng sợ cái range thấp hay range cao á, xe điện khác với xe xăng. Là xe điện là bình thường là mình sạc mỗi ngày, anh sạc mỗi ngày ở nhà được. Yeah. Anh không đổ xăng mỗi ngày. Yeah. Cho nên là thành ra là tùy theo cái nhu cầu của mỗi người. Mm-hmm. Cái commute của họ đi làm hay là về road trip một ngày họ đi bao nhiêu mile. Yeah. Thì bản thân hiện giờ là với tất cả khách hàng lái xe City Edition hiện tại thì chưa có ai mà cầm lên về range cả. Cho nên là thành ra với họ muốn cái money payment nó thấp hơn chút xíu thì họ sẽ chọn prefer họ lấy cái bản City Edition hiện tại, và sau 12 tháng tiếp theo họ được một cái bản long range hơn, cái money payment the same thing. Cho nên là thành ra một số người họ thấy là cái chương trình này nó good offer hơn thì họ sẽ lấy xe phiên bản City Edition hiện tại. Nói tóm lại là đối với những khách hàng mà họ muốn cái payment thấp thì phải lease cái xe gọi là City Edition, và sau khi một năm đúng không ạ? Dạ, sau 12 tháng họ sẽ được upgrade lên nếu mà họ muốn cái loại mà long range, là phiên bản tiêu chuẩn đó. Dạ. Dạ vâng, một thông tin rất là mới Tiến Dũng chia sẻ đến quý vị. Cảm ơn Henry rất nhiều. Dạ vâng. Dạ. Dạ vâng, kính thưa quý vị khán giả, Đức Minh Tiến Dũng là một người mà có thể nói rất quen thuộc với channel TD Media. Trong những chương trình trước kia, Dũng đã làm về nhiều cuộc talk show về chiếc xe VinFast VF8. Thưa quý vị, đó là anh Michael. Anh Michael, phải không? Cũng lâu rồi không gặp hen. Chào anh Tiến Dũng. Phố Việt Media xin chào các bạn bên TD Media. Rất hân hạnh hôm nay gặp lại anh Dũng, tại vì anh quá bận đi. Yeah. Cho nên hôm nay mới gặp được anh và ngồi anh em mình. Dạ vâng, thưa anh, những lần trước thì anh em mình đã từng đi nhiều cái cuộc trải nghiệm xe như thế này. Và đặc biệt ngày hôm nay thì là tổ chức ở ngay vùng Lido Sài Gòn này, đối diện với công viên MyShare Park. Và đầu tiên thì anh cho vài cái cảm nhận của anh khi mà anh có mặt trong ngày hôm nay buổi sáng này ạ. Sáng hôm nay Michael tới quán cà phê này Michael chưa có ghé qua, nhưng mà thấy nó rất là hoành tráng. Tiếng Việt Nam nó là rất là ngay trung tâm của Little Sài Gòn, mà khu mà người Việt đông như các bạn ha. Nó đối diện với lại MyShare Park, cho nên quán cà phê này rất hay, rất là tiêu chuẩn 5 sao, giống như Starbucks còn hơn nữa. Đồ ăn rất ngon theo Michael thấy. Dạ, cảm ơn anh. Thì được cái sự kiện hôm nay VinFast họ tổ chức ở đây, cho nên mình muốn tới mình chia sẻ những thông tin mới. Thưa anh, cái cảm nhận đầu tiên của em mà khi có mặt trong cái những lần thử xe như thế này đó, thì lần này phải nói là VinFast họ đem ra gần như là tất cả các màu của họ đúng không ạ? Những lần trước ví dụ mình có thể thấy là 5 chiếc, 7 chiếc, nhưng mà cái màu nó không nhiều đâu. Ngày hôm nay em thấy đầy đủ, anh có thấy điều đó không? Chính xác, hôm nay mình thấy được 8 hoặc 9 nút, 8 xe hoặc 9 xe, cho nên rất là thú vị. Và cái điều nữa là chắc chắn là anh phải biết là trong những ngày qua trên các mặt báo hay là trên các cái phương tiện truyền thông, trên YouTube, trên đài này kia thì họ cũng nói rất là nhiều về chiếc xe VinFast VF8 này. Đặc biệt là họ podcast do họ nhấn mạnh vào vấn đề là trên tờ báo Reuters họ đã đưa bài báo mà những chi tiết trên đó gần như là bất lợi cho VinFast VF8. Anh đã đọc qua rồi và ngày hôm nay anh có mặt nơi này, anh cảm nhận như thế nào? Dạ, hôm nay căn cứ vào những tờ báo đó và mình cũng muốn tiếp cận gần với những người VinFast mình trò chuyện để mình hiểu thêm. Dạ. Thì được biết là những tờ báo viết tiêu cực negative nhiều mà là tích cực ít thì mình cảm thấy nó mình cần phải chứng minh. Tại vì họ nói là một chuyện nhưng mà mình vẫn verify. Cho nên Michael có mặt ở đây để mà verify sự việc. Thì Michael sẽ chia sẻ sau đây. Thưa quý vị, cũng giống như anh Michael vậy, thực ra khi mà Dũng nhận được cái thông báo là ngày hôm nay bên VinFast họ sẽ có một cuộc gọi là cho khách hàng thử xe đó,
thì Dũng nghĩ rằng ngày hôm nay buổi sáng này đó chắc có lẽ ít người lắm. Thứ nhất là thời gian nó hơi bị ngắn nha. Theo thông báo thì từ 9 giờ tới 12 giờ. Và những ngày qua thì thông tin bất lợi về VinFast thì nó quá lan tràn đi. Mình nghĩ là như vậy, tuy nhiên thì bị bất ngờ là đến sáng ngày hôm nay Dũng tới đây đó, thì ngoài sự tiên đoán của mình là đông lắm. Và thậm chí những người mà Dũng cũng như anh Michael đã từng gặp, cũng từng trò chuyện đó, thì người ta nói người ta cũng nghe hết luôn. Và cái điều đó không phải là người ta nghe xong rồi người ta tin liền đâu anh. Và chính vì cái chuyện là người ta nghe và người ta cũng muốn tìm hiểu nó sự thật thế nào, đó là lý do mà họ có mặt trong ngày hôm nay, mình cũng thấy khá đông đúc như thế này. Dạ. Yeah. Michael cũng cảm nhận cái điều đó. Dạ. Yeah. Yeah. Thưa anh, trở lại chiếc xe VinFast VF8 mà trên tờ báo Racer và họ đưa ra như vậy, thì với anh khi mà lần đầu mà anh nhận được tin đó và so sánh lại những cái chuyến mà anh đi trải nghiệm thực sự đó, thì anh cảm giác như thế nào? Nó cảm giác trái ngược với lại những gì mà Michael đã trải nghiệm trước đây. Đó thì một lần nữa nói chuyện với các bạn là Michael không có làm cho VinFast. Michael trải nghiệm với cái kinh nghiệm và những cái gì Michael biết. Đó thì Michael thấy những bài báo đó viết, họ phải có một cái gì, động cơ gì mà họ mới viết những tờ báo như vậy. Thì Michael sẽ chia sẻ sau đây với các bạn. Và Michael đã chia sẻ ở trên Phố Việt Media trước đây. Nói vắn tắt thì lý do chính là tại sao thưa anh? Thứ nhất là 25%, 30% là lỗi về phần mềm. Thì mình cũng công nhận điều đó. Các bạn ha, mình cũng công nhận điều đó. Còn từ 65-75% là mình nói là đa số những người viết những bài báo đó là họ không quen thuộc với cái xe. Trong vòng 2 tiếng, 3 tiếng không có đủ để mà quen thuộc với xe. Chính Michael đây là Michael lái rất nhiều xe, xe nhập, xe Âu Châu mà Michael cũng phải có thời gian. Đó thì Michael thấy nó trái ngược với lại những gì mình đã trải nghiệm. Khi nói về cái kinh nghiệm về xe đó thưa anh, như thế này, em được biết là công ty VinFast họ giao cho nhà báo ở trên cái người mà làm việc cho Racer đó, hoặc là những cái hãng xe cũng vậy nữa, thì những người đó họ thời gian tiếp xúc với xe thì gần như họ quá ngắn. Và cái điểm chính nữa là được biết nha, không có nhân viên kỹ thuật của VinFast đi theo đó. Thành ra là cái đó gần như là cái điểm khuyết mà theo em thấy là như vậy. Cũng như em đi, ví dụ như bây giờ em là có chiếc xe press car rồi, mình chạy mấy tháng mình sẽ biết rõ ràng chi tiết các thứ, còn có khi cái người mới hoàn toàn nó giống như vô nhà anh sao em biết được, mặc dù cái căn bản là mình có đúng không, nhưng mà có lẽ là vì họ khai thác không có hết, thành ra là trên đó thì rất là nhiều. Mà cái điều nữa là anh thấy ví dụ như trên tờ báo họ ghi đi những phần không được và những phần được. Tuy nhiên thì theo cộng đồng mạng mà em kiểm chứng lại đó nha, gần như những cái gì được họ không nói, mà họ chỉ nói những cái phần không được không ạ. Thành ra là cái áp lực với những người mà họ quan tâm về xe VinFast nó càng nhiều hơn. Và chính vì vậy mà ngày hôm nay là một trong những lý do mà họ càng tới đây đông hơn nữa. Trước khi mình đi tiếp, mình còn muốn nói là các bạn biết rồi, những người review xe cũng là một công việc họ làm hàng ngày thôi. Bác sĩ cũng có người bác sĩ giỏi, bác sĩ dở. Kỹ sư cũng có người kỹ sư giỏi, dở. Cho nên mình, một người kỹ sư, họ không nhất thiết, kỹ sư mà trên vệ tinh làm về satellite, không nhất thiết là lên xe là họ phải biết hết những cái feature, những cái ứng dụng của xe. Cho nên phải có thời gian mới quen được. Giống như một người bác sĩ, họ chuyên về tim, thì không có chuyên môn về chân cẳng là những phần khác. Cho nên cái gì cũng phải có thời gian. Họ đã học qua rồi, nhưng mà họ cần phải có thời gian họ kiểm chứng lại và họ quen thuộc với cái xe. Giống như bác sĩ vậy thôi. Và theo anh thì tại sao mà khi VinFast có cái đợt gọi là recall như thế này nè, thì với họ, với những người gọi là chống á, thì gần như là một chiến tích, gần như là một cái đề tài nó quá trời lớn đối với họ. Trong khi mình sống ở Mỹ, anh sống rất là lâu rồi, anh sống còn trước hơn em nữa, cái chuyện recall này đối với em thì em thấy đâu phải là lần đầu tiên cho một hãng xe nào đâu. Gần như hãng xe nào nó cũng có cả, và kể cả hãng xe nổi tiếng nữa. Thì với anh tại sao mà họ không đề cập tới những cái xe khác, mà họ chỉ gọi là theo đuổi cái vấn đề gọi là những cái điều không phải hay là không được của VinFast thôi? Thì cái câu hỏi của anh nó liên quan tới hai cái câu trả lời của Michael. Thứ nhất á, là cái chiến thuật của xe điện tràn ngập của Mỹ. Cái thứ nhất là cái thứ nhất. Cái thứ nhì đó là cái câu view, câu like. Giống như bên YouTube thôi. Giống như hồi nãy Michael chia sẻ ở bên một cái channel kia. Thì
bên YouTube mình gọi là câu view, hay giật tiếp, giật những cái thumbnail lên. Nhưng mà bên tại vì tất cả những công ty ở Mỹ này họ sống về quảng cáo, như các bạn đã biết. Motor Trend, Auto Driver, Auto Trader, những cái magazine này họ bây giờ họ trên mạng, họ cần quảng cáo để mà sống nuôi cho tới ngày hôm nay. Tuy là lớn hay nhỏ thế nào họ cũng phải cần quảng cáo, các bạn biết rồi, là vấn đề marketing. Cho nên vấn đề Michael phân tích đây đó là họ phải kéo những người đọc giả đọc về cái bài viết của họ nhiều hơn những cái hãng khác để cạnh tranh, để mà lôi cuốn. Thường thường cái bản tính con người, common sense, người Mỹ hay người Việt gì cũng vậy. Cái gì mà tiêu cực thì mình thích đọc, còn cái gì mà tích cực thì mình không thích đọc. Mà thiệt chứ. Mình nghĩ là nó mình bao phải, đúng không? Cái đó là một cái phân tích của Michael. Thì đồng ý với anh Michael, mà giống như nói là ở trên YouTube đi, thường thường để ý là những cái gì mà giống như nó chửi với nhau đó. Em cảm giác là người ta coi nhiều hơn là những cái mà phim làm bình thường á, làm tiêu chuẩn á. Cho dù anh đổ công nhiều, anh chỉnh chu bao nhiêu, nhưng mà nó lại không có thu hút bằng những cái phim gọi là nó đi lề trái, mà lề trái này chưa chắc thì đúng. Bản tính con người common sense là họ thích nghe, những cái bề trái, và gặp những người mà càng không thích thì càng thích đọc để mà ném đá. Cái đó là cái common sense, là cái bản xạ tự nhiên của con người nó vậy đó. Như một câu hỏi mà giờ em đã hỏi về khách hàng khi mà họ nghe tin tức này rằng họ cho là VinFast mới qua Mỹ được có mấy tháng thôi, thì thừa biết rằng từ ngày 1 tháng 3 là họ giao chuyến xe đầu tiên, ngày hôm đó anh em mình có mặt, đến ngày hôm nay cỡ như là 3 tháng thôi, và mới giao có 111 chiếc cho khách hàng. Tuy vậy trong số đó đã bị recall, gọi là bị lỗi như vậy đó, thì người ta cho rằng là cái gì? Thứ nhất là cái chất lượng nó chưa được hoàn chỉnh, thứ hai đó câu gọi là chết trong trứng nước, mà người ta nhiều khi em thấy người ta giữ cái tích luôn như vậy luôn. Thì với anh đã trải nghiệm sống cuộc sống bên Mỹ này, cũng như là anh đã thử rất là nhiều xe, cũng như là nghiên cứu nhiều cái loại xe khác nhau, anh thấy điều này như thế nào? Các bạn biết rồi, tuy mới gần 3 tháng, ngày 1 tháng 3 là giao đầu tiên đó, thì những người sống ở Mỹ họ trải nghiệm xe thì nó có, các bạn biết rồi, xe thì lúc nào nhà sản xuất làm ra, từ xe có tên tuổi hoặc là xe cũng mới qua như VinFast, họ cũng có những cái kỹ thuật. Những kỹ thuật này là rất là minor, rất là đơn giản, mà những người kỹ thuật ở bên VinFast họ biết, họ đã sửa kịp thời, họ điều chỉnh để mà cho nó những cái lỗi này, những cái lỗi rất là very minor tiếng Anh, tức là nhỏ, cho nên xe nào cũng có những cái lỗi này hết. Tesla, Hyundai, Kia đều có hết. Michael đã mới làm một cái clip bên Phố Việt Media, các bạn biết. Michael thấy vô đặt cái cơ quan chức năng của Mỹ là NHTSA đó, nó có một cái spreadsheet liệt kê ra những cái điều. Đây đấy. Những xe đó có điều, nó có một hai xe nó cũng giống như xe VinFast, là cái màn hình. Ở trong channel TD Media thì Tiến Dũng vừa rồi cũng chia sẻ với quý vị những cái xe gọi là bị recall ở bên Mỹ này. Từ hiệu Tesla nổi tiếng nhất đó là tới những chiếc Spyder, chiếc Trót, hay là chiếc của Nam Triều Tiên á, là Kia, chiếc Kia đó, Toyota hay là Honda đều bị hết một cái số lượng rất là lớn. Dĩ nhiên rồi, thì cái thị trường của họ, khách hàng của họ đông, thành ra là cái lượng xe họ giao nhiều á, thì trong đó sẽ bị recall nhiều. Điều đáng nói là có người thì lại lên nói, mình ở Mỹ thì mình phải ủng hộ xe Mỹ, là yêu nước. Anh thể hiện qua cái sự là ủng hộ xe Tesla, và cái như là người ta nói gì, mua Tesla ăn ngon ngủ yên. Với anh nghe điều này có mấy xe hay không, trong khi trên bài báo thực tế như em đã chia sẻ đối với quý vị đó, nói về Tesla Model Y nha, họ thu hồi là 350.000 chiếc, 362.000 chiếc. Dạ. Cái lỗi mà cái con ốc nó nằm ở chỗ quay lăng hồi tháng 2. Anh nhớ có cái anh mà anh lái chiếc xe mà Tesla đó, rồi bị cái quay lăng nó bị bung tay lái ra đó. Thì bây giờ câu hỏi, cái đó nó quan trọng hay không? Nó có gọi là serious hay không? Hay là nó chỉ là bình thường? Mà tại sao người ta không đề cập tới cũng là lạ chứ. Anh thấy không? Đó. Thì các bạn, trước tiên Michael trả lời anh Dũng đó. Michael có những cái chia sẻ với các bạn đây đó, là tất cả những xe mình không có đả kích bất cứ xe nào mình cũng welcome hết, mình cũng thích hết. Chỉ có cái là mình cứ sự thật mình nói thôi. Các bạn ha, mình đừng có dựng chuyện lên nói, nhưng mà còn không có dựng chuyện lên nói. Mình trước khi mình nói một cái điều gì, mình cũng phải làm bài tập trước rồi mình mới nói. Supported evidence. Ok, thì bây giờ trở lại cái vấn đề xe, cái lỗi của những xe mà còn thấy cũng có nhiều lỗi những xe khác, không phải VinFast, hết hồn luôn.
chết người. Mà đã giống như là xe Michael chia sẻ bên cái channel của Michael, căn cứ ở cái những cái data dữ kiện, những xe đã chết người, đã gây ra tai nạn chết người. Cho nên trở lại vấn đề xe VinFast, những cái lỗi nhỏ như vậy không đáng kể thì họ đã sửa kịp thời, và họ sửa tức khắc như vậy cái với một cái chất là những cái số lượng của xe rất là ít, cho nên họ đã làm hoàn chỉnh lại để mà những người tiêu dùng họ biết, họ gì đó, họ trải nghiệm thêm. Cái điều nữa là nãy em trao đổi với nhân viên kỹ thuật của VinFast ấy, thì một là nếu xe có gặp cái chuyện gì thì cứ đem đến cái chỗ trạm bảo hành của VinFast. Hai là cái xe gọi là model mobile service họ có thể tới. Ba là họ có thể gọi là upgrade cái phần mềm từ ở trên không xuống. Thành ra giống như điện thoại là upgrade đó. Và thành ra là không phải lo lắng nhiều. Cái chuyện mà nhiều người thấy rồi bên đây họ đi ra đường họ không có thấy nhiều cái trạm bảo hành của VinFast thì họ lo lắng, cái đó thì cũng có lý do của họ thôi. Tuy nhiên thì như nói cái vấn đề gọi là truyền thông, vấn đề quảng bá VinFast bên Mỹ này đó thì cảm thấy là còn hạn chế nhiều, đúng không anh? Thì họ không thấy những cái trạm service, tại vì họ thứ nhất là họ phải hiểu là bây giờ đó giống như những hãng xe khác họ dùng mobile service, cho nên các bạn không có thấy những cái service center rầm rộ giống như trước đây. 20 năm trước, 50 năm trước, những hãng xe dealership, Toyota, Hyundai, GM, họ có những cái service center nó nằm rầm rộ ngay bên cái cạnh cái showroom. Những cái công thức mới bây giờ họ không cần, tại vì tất cả là trên mạng hết. Các bạn có thể schedule cho cái bộ hàng, cho xe VinFast họ tới họ cập nhật, những cái điều gì họ có thể làm được ngay ở cái chỗ mà các bạn họ muốn tới. Thì cái đó là tất cả, tại vì thời đại trên mạng và thời đại trên điện thoại, cho nên mình không cần phải những cái showroom hoặc những cái service center rầm rộ. Các bạn không? Đó là cái mà người Việt mình ở đây không có thấy được. Đó thì VinFast họ đi đúng đường, họ dùng những cái mobile service, họ theo như Michael trải nghiệm và nói chuyện những người chủ xe là nếu mà schedule ngày mai là xe họ tới liền. Đó, họ tới họ sửa liền, take care liền. Đó là một cái điểm son của xe VinFast. Cảm ơn Michael một lần nữa thưa quý vị. Hai nay chúng tôi chia sẻ những ý kiến này là ý kiến riêng, cũng vậy quý vị thích xe gì là chuyện của quý vị, tại vì đó là tiền của quý vị. Có điều chúng tôi mong rằng đã gọi là truyền thông thì mình nên công bằng, và cũng vậy cái kiến thức hoặc là những cái sự kiện đó là mình nên chia sẻ với mọi người thì cũng nên đứng ở mức trung lập. Đang thí dụ như cái chuyện xe mà recall đó, các em thấy ở sao ngộ ra nhiều quá đi, mà em có những cái số liệu mà người ta không nói nhiều đâu, mà người ta nên chỉ nói về chiếc xe thì có lẽ nó mang một cái tư tưởng gì cho nó khác nữa. Thôi anyway thì như sau cùng là cảm ơn quý vị, và cũng vậy quý vị thích xe gì là chuyện quý vị, còn nói về xe muốn tìm hiểu như thế nào thì lên mạng nó cũng đầy. Ở đây mình không muốn compare giữa xe này với xe kia.